thành kinh, gửi heo đam mây hương, phản phất khắp mười phương, cúng dường ngôi tam bào. Thầy trọn đời giữ đạo heo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chung sanh cầu Phật tự gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, chi tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, trong quay về bờ giác. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô thập phương hường trụ Tam Bảo. Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Hinh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Minh Vương cu khổ đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi cu khổ cứu nạn Linh Cảm Ưng Quang Thế Âm Bồ Tát. Liên tòa tác đại chân minh, kỳ quyển hôm nay là ngày mùng 8 tháng 7 năm Tân Sửu. Đệ tử chung con hành tâm đốt nén tâm hương, cùng đèn nước chai cây cung dường lên ba ngôi tam bảo. Và văn y lời Đức Phật dạy, đệ tử chung con xin thành tâm nguyện đem công đức lại Phật, niệm Phật A-di-đà, hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ. Xin hồi hướng đến cho dịch bệnh Corona Covid-19 sớm chấm dứt. Người người biết thức tỉnh tu hành, bệnh mê phúc chấp biến hình áo sen. Và hồi hướng công đức lành này sâu rộng đến với chung sanh trong khắp pháp giới tăng cõi hư không. Xin nguyện cầu kẻ âm được siêu người dưỡng hành hơi, pháp giới chung sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Đăng Phật chúng sanh tánh hường trong lặng, đạo cảm thông không hề nghĩ bàn. Lưới đế châu vi đạo tràng, mười phương Phật bảo hàm quang sáng ngời. Trước chị
tôn phần đại trí văn hậu sư lời bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát hộ pháp chữ tôn bồ tát linh sơn hồi hưởng phật bồ tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung không tham đắm ngũ dục. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung hăng nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung con thấy kim thân Phật. Kính
Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung Phật phóng quang diệt độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung liên hoa con quả sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ qua nợ tâm khai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ chóng viên hành toàn giác. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Sắc hăng Di Đà như núi vàng. Sắc hăng Di Đà như núi vàng. Tướng hảo quang minh chiếu mười phương. Tướng hảo quang minh chiếu mười phương. Chỉ người niệm Phật được nhiếp họ. Chỉ người niệm Phật được nhiếp họ. Nên biết bản nguyện mạnh vô cùng. Nên biết bản nguyện mạnh vô cùng. Sáu phương Như Lai hiện lợi chứng. Sáu phương Như Lai hiện lợi chứng. Chiên xưng danh hiệu đến Tây Phương. Chiên xưng danh hiệu đến Tây Phương. Đến đó qua nở nghe diệu pháp. Đến đó qua nở nghe diệu pháp. Nguyện hạnh thập địa tự nhiên hành.
Phật A Di Đà hằng kim sanh tương tốt quang minh tự trang nghiêm năm tu di hiện chuyện bạch hào bốn biển lớn trong gần mắt biết trong hào quang quá vô số phật vô số bồ tát hiện ở trong 48 nguyện độ chúng sanh chinh phẩm sen vàng lên dạy hót quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương tây hay giới an lành con nay xin phát nguyện vạn sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật Hãy subscribe.
thành Bồ Tát đạo hóa nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung. Cổ phẩm liên hoa vi phụ màu hoa quả khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bạch hôi Bồ Tát vị bạn lữ nguyện dị hữu công đức vô cập ư nhất thiết ngã đẳng giữ chúng sanh giải công thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Phục nguyện Phật từ quán đại cảm ơn vô sai quán gian gia đường chứng minh công đức hiện tiền đệ tự chung đặng cung đôi Phật tiền một giả chi hành xưng niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật cùng với công đức lại Phật. Xin cho đệ tử chúng con hành tẩm nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ. Xin hồi hướng đến cho gia đình Phật tử Trương Hành Phương pháp danh Hoằng Tạng 39 tuổi, ngự tại địa chỉ số 8 đường 21 khu phố 1 phường Hiệp Bình Phước quận Hữu Đức thành phố Hồ Chí Minh. Cặp hồi hướng đến cho Phật tử Nguyễn Thị Hỷ Trang pháp danh Như Trang 44 tuổi, ngự tại địa chỉ 4 xẹt 8 khu phố Đông Nhị phường Lai Hiêu thành phố Hận An tỉnh Bình Dương. Cặp hồi hướng đến cho gia đình Nguyễn Thị Phương sinh năm 1982, ngự tại địa chỉ số 102 khu phố Đông Tư phường Lai Hiêu thành phố Hận An tỉnh Bình Dương. Cặp hồi hướng đến cho Phật tử Huỳnh Thị Phố pháp danh Thanh Mai 76 tuổi, ngự tại địa chỉ ấp Bên Sạn, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giao, tỉnh Bình Dương. Và hồi hướng công đức lành này đến cho huynh đệ phát tâm cung dường rau củ quả cho những ngày còn trong dịch để tu tập. Và hồi hướng công đức lành này đến cho chư vị hiện nam tín nữ Phật tử đạo tràng niệm Phật tâm lượng Lai Hiếu Bình Dương hiệp cùng tâm hành cùng với người hẳn quyên thuộc của chúng con. Quyền a nương nhờ công đức lành này mà tật bệnh tai ách được tiêu trừ, hiện căn tăng trưởng phước trí trang nghiêm. Đệ tử chúng con hành tâm hành kính ngưỡng nguyện đức đại từ đại bi cô khổ cô nạn linh cảm ưng quan hê âm Bồ Tát hỷ tự phong quan gia hộ cho đệ tử chúng con luôn được sống trong ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà, rời bỏ được tâm ham tâm sân tâm si là nguồn gốc gốc rễ để phát sinh ra mọi tội lỗi. Xin gia hộ cho đệ tử chúng con luôn sống trong tình yêu hương sạch tánh đùm bọc lẫn nhau. Đệ tử chúng con ngưỡng nguyện đức đại từ đại bi cu khổ cu nạn linh cảm ưng quan hê âm Bồ Tát hỷ tự phong quan gia hộ cho đệ tử chúng con nhiếp tâm trì niệm hồng danh A Di Đà Phật, nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà bằng tánh nghe của chính con, phát khởi được tâm vui thích để làm đạo nghiệp vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Khi xả bỏ bao hăng này được Đức Phật A Di Đà Bồ Tát Quán Thế Âm Đức Đại Hệ Chi cùng chữ đại hành chung hiện thân phong quang nhiếp độ chung con vạn sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Hữu nguyện a hồi hướng công đức lành này cầu siêu đến cho hương linh Phan Anh Tân hưởng dương 50 tuổi, mất ngày 16 tháng 6 năm Tân Sửu, ngự tại địa chỉ số 100 đường 3 tháng 2 khu phố Đông Tư phường Lai Hiếu thành phố Hưng An tỉnh Bình Dương. Cặp hồi hương đến cho hương linh Nguyễn Thị Mai hưởng họ 72 tuổi, mất ngày 25 tháng 6 năm Tân Sửu, ngự tại địa chỉ 2 xẹt 7 đường 30 phường Lê Đức Thọ quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh.
Cặp hồi hương đến cho hương linh quyển hỷ Mỹ hưởng dương 54 tuổi mất ngày mùng 2 tháng 7 năm Tân Sửu. Hương linh quyển Văn Nhi hưởng dương 45 tuổi mất ngày mùng 4 tháng 7 năm Tân Sửu, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hoa Sen. Cặp hồi hướng đến cho hương linh Trương Văn Lố pháp danh Hoàng Đoàn hưởng thọ 69 tuổi mất ngày mùng 8 tháng 7 năm Tân Sửu, ngự tại địa chỉ số 8 đường 21 khu phố 1 phường Hiệp Bình Phước quận Hữu Đức thành phố Hồ Chí Minh. Và hồi hương công đức lành này đến cho chư vị quan gia trai chủ cùng củ quyền hắc tổ của chúng con, cùng với người thân quen thuộc của chúng con đã qua vãng trong nhiều đời nhiều kiếp còn kẹt lại nơi hăng trung âm. Nguyện nương nhờ công đức niệm Phật này mà chư vị hướng linh sớm pha mê khai ngộ, buông xả được vạn duyên một gia chi hành, xứng niệm vạn đức hồng danh A-di-đà Phật. Sớm nhận ra được ánh sáng quang minh của Đức Phật A-di-đà, phát khởi được lòng hành kính quyền uy Phật quy Pháp quy Tăng, quyện quy y vào ánh sáng quang minh của Đức Phật A-di-đà, quyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Thử nguyện hồi hướng công đức lành này đến cho chư vị hương linh vong linh hương linh hai nhi và đẳng đẳng chữ hương linh anh hùng chiến sĩ vị quốc giống hăng đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn chúng sanh ngộ sát, quyền cho hương linh tộc xá mê độ siêu sinh tịnh độ, phổ nguyện âm siêu dương hơi pháp giới chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quý